Hello mọi người, hôm nay ăn trái cây đẹp da nha. Hôm nay mình có mứt đắng, cái này nghe nói là ăn rất là dễ ngủ và ngon, ai mà nhậu quá ăn này rất là ngon. Hồi lâu ăn mốc đáng tốt lắm. Cái trái bông này thì mình mua trong siêu thị á. Ăn trái cây giảm cân. Rất là ngon nha.